Dạ rồi, con xin phép chào cô. Cô có thể giới thiệu cô tên gì? Cô là cô Thìn. Cô Thìn là nhà ở đâu cô? Cô nhà ở Phú Yên. Phú Yên ha. Cô Thìn nói chuyện lớn lên giúp con nhá. Là cô mới từ Phú Yên cô vào Bình Dương hay sao? Cô vào Bình Dương được 2 hôm, ở nhà cháu 2 hôm rồi. Dạ, hôm nay cô về đây nhờ giúp đỡ gì đấy cô? Cô về đây nhờ anh em là giúp tìm kiếm con gái cô. Tìm kiếm con gái cô. Con gái cô tên gì? Cô là Đoàn Thị Mai Hằng. Đoàn Thị Mai Hằng. Con gái cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Con gái cô sinh năm 92. 92, là năm nay 32 tuổi rồi. Bỏ đi ngày nào ạ? Không phải mà bỏ đi là đi làm công ty ở Bình Dương. Dạ. Rồi cách đây hơn 1 năm là vẫn liên lạc về với mẹ. Dạ. Hơn 1 năm nay là cô liên lạc không được. Ôi trời đất ơi. Vậy là hơn 1 năm nay không liên lạc được. Con gái cô có gia đình chưa? Có gia đình cái hồi còn nhỏ còn trẻ mới 20 tuổi, Dạ. rồi được 2 năm là bỏ nhau. Có con chưa cô? Chưa. Rồi đi làm, nói chung là cũng yêu một bạn là ở gần ngoài đó. Dạ. Rồi nhà đó cũng đòi cưới nhưng mà nó không chịu cưới. Rồi Dạ. bây giờ bạn đấy là lấy vợ rồi. Dạ. Con gái cô vào Bình Dương làm là làm công ty hay làm cái gì cô? Đi làm công ty, cô cũng phải làm bên công ty gì mà. Cô có từng vào đấy thăm con mình lần nào chưa? Chưa. Chưa đúng không ạ? Do là hoàn cảnh cô là khó khăn, Dạ. mà ông xã cô là bệnh đấy, Dạ. rồi cô không đi được, mà rồi ông mất được hơn 1 năm rồi Dạ. mà con gái cũng không về. Vậy là cái ngày mà ba mất con cũng không về. Không về, không liên lạc được. Cái ngày đấy là cô có nhắn tin thì không biết là cái trước đó là đã không nhắn tin cho cô rồi. Rồi cách đâu được nửa tháng là nhắn tin với cô, là có nói là mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi mấy hôm nữa con về, mà không biết nó nhắn hay là người khác nhắn thì Tự không dưng biết. nhắn tin vậy. Có nhắn tin vậy. Còn trước kia là hai mẹ con là vẫn gọi điện liên lạc thường xuyên. Để thỉnh thoảng cũng liên liên lạc chứ cũng không liên tục. Dạ. Ý là nhắn tin thôi chứ không có gọi điện. Dạ. Rồi con gái là có bao giờ mà khi vào Bình Dương làm là bao lâu thì về quê làm cô? Trước đó thì cứ Tết là về, Tết mới là về Tết thăm là mẹ. về ha. Còn bình thường đi làm có gửi tiền về cho mẹ không? Ít lắm, Ít à. Con gái là có chia sẻ là vào đấy làm công việc gì không cô? không có nói làm việc gì hết. Không ha. Cô có hỏi không? Cô cũng không hỏi. Nói chung là ngày trước đầu ấy là nói là đi làm bên, hồi ở Đồng Nai là đi làm bên bên những cái hộp nhựa đó. Dạ. Rồi sau này là nghe vào Bình Dương là nói làm bên bút bi, bút chì, bút bi gì đó. Dạ. Rồi sau đó là mất tăm mất tích luôn. Rồi mất tăm luôn, Hơn là 5 trời rồi. hơn 1 năm trời là cô nghe mọi người nói là, và nghe hồi đấy là nghe bạn là nói xa xa thôi, là bạn là cũng ở đâu trong này chứ không ở ngoài đó, là Dạ. nói là bị lừa lừa đi Campuchia rồi. Ôi trời ơi. Cô nghe lâu chưa? Cô là mới nghe được 2 3 tháng đây thôi, là nói là bị lừa đi Campuchia rồi. Trời đất ơi. Nghe phát là rụng rời hết tay chân này. Rồi hết tay chân, mà cô hoàn cảnh bây giờ cô ở nhà có một mình. Rồi Cô được mấy người con đây? cô hai, Em này là con thứ mấy? con lớn, Chị cả. chị cả. Mà chị cả bây giờ là không biết như thế nào luôn. Vậy hơn 1 năm trời qua cô có vào đồ trong này để đi tìm không? Cô chưa đi, giờ cô mới đi lần đầu. Lần đầu ha. Cô có nhờ bạn bè hỏi thăm các bạn bè của chưa? Thì có nhờ nhưng mà bạn bè thì toàn bạn bè ở đâu trong này rồi đâu, chứ không ngoài quê là không có. Khu vực Bình Dương mình có bà con anh em dòng họ gì trong đây không? Ở Bình Dương thì không có. Không Chỉ có có con cháu ở Đồng Nai, để đàn cháu đưa đi đấy là ở Đồng Nai. hả? Vậy là mình chỉ lần đầu tiên mình vào đây thôi. Nói chung là mình Lần đầu tiên cô đi đó. chưa có đi tìm kiếm. Chưa. Chưa đi tìm kiếm mà biết đâu mà tìm đây. Khổ. Cô đang sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Thì nói chung giờ cô sợ đủ đủ kiểu hết à. Cô không biết kiểu nào nữa, do lâu rồi mà cô sợ đi rồi. Nói chung
rồi cô nghĩ đủ thứ chuyện. Có thể là con cô cũng bị sập bẫy lừa bán qua cam đấy. Đấy cô cũng, sợ đấy á. Và cũng có thể là con cô cũng bị lừa qua Trung Quốc đấy. Rất nhiều vấn đề cô ạ. Trong quá trình mà diễn ra hơn một năm trời không liên lạc, không tin tức, mà đặc biệt rằng con nhà mình mà đi làm, có mình ở trong này nữa, thì rất nhiều nguyên nhân và lý do để xảy ra. Khổ lắm, bây giờ biết sao đây. Sau ngày xưa mình, cô không có biết là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương hả? Biết là năm vừa rồi á, cô có biết không? Cô, năm vừa rồi là cô có biết. Nhưng mà do hoàn cảnh ở quê á, ở cô nhà là ấy. Ở Phú Yên hả? Phú Yên vào Bình Dương hết bao nhiêu tiền xe? Tiền xe thì không nhiều, hơn 300 thôi. Nhưng mà do nhà cứ đủ chuyện nên cô không, không đi được. Tức là ở nhà để lo công việc đúng không ạ? Lo công việc rồi chồng mất đấy. Dạ. Rồi thành ra là cô không có ai, là cô cứ phải ở nhà. Vậy là cái ngày ông xã mất là cả nhà, cả gia đình cứ trông ngóng con về. Trông ngóng con mà, để mà điện thoại không được, nhắn tin không trả lời. Để mà đưa tiền cha lần cuối đúng không ạ? Nhưng mà tiếc rằng là không biết con ở phương trời nào. Đó, bây giờ là đang lo cho con nữa nè. Không biết con giờ sao đây này. Cô hãy nói một điều gì đó với con của cô đi, trên video này đi. Thì bây giờ mẹ nói với con này, giờ con ở đâu ấy, con có gặp chuyện gì, vướng mắc làm gì không, không thể ấy được, thì con cố tìm cách là con liên lạc về với mẹ, rồi để mẹ nhờ người hoặc là mẹ tạo điều kiện để mẹ tìm con, đưa con về nhà. Giờ con, mẹ không biết con ở đâu, mẹ không, cũng không, không thể tìm con được. Mình nhớ con không cô? Nhớ cho con. Nhớ rất nhiều đúng không ạ? Lo lắng nhiều lắm. Lo, lo từ cái ngày đi lấy chồng đã lo rồi. Ngày đi lấy chồng lo, lo sợ rằng con mình lấy chồng như thế nào đây, có được hạnh phúc hay không. Nhưng mà cuối cùng thì 2 năm hôn nhân thì đổ vỡ, lại càng lo hơn. Đúng không ạ? Bản thân cha mẹ mà ai chẳng lo. Sinh con ra nuôi con lớn là một việc, mà sau này con đi lấy chồng hoặc con đi làm ăn lại càng lo, lo việc thứ hai. Lo nhiều, lo đủ điều. Khổ lắm. Giờ không biết con như thế nào đây. Hy vọng rằng là em gái xem được video này, thấy mẹ của em lặn lội từ Phú Yên để vào Bình Dương, nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm em, thì em đang ở phương trời nào đó. Dù bất kỳ trong cái hoàn cảnh nào cũng phải liên lạc về với mẹ, nếu chưa về được. Và thật sự tới giờ phút này mà nếu em được bình yên và cuộc sống ổn định, thì em gọi điện về em báo tin cho mẹ để mẹ yên tâm hơn. Còn nếu mà tới giờ phút này mà em bị vấn đề như mẹ chia sẻ là bị lừa bán qua cam, thì em cũng phải gọi về cho mẹ để mẹ có cách, có hướng để mà mẹ lên kế hoạch để mẹ đưa em về một cách an toàn nhất. Nếu mà con nghĩ như thế này, nếu mà qua cam ấy, thì thường thường là cũng phải liên lạc về nhà, trừ trường hợp là con nhà mình làm được việc. Công việc bên cam, cô biết công việc gì không? Nếu mà bị lừa bán qua đấy, thứ nhất là con nhà mình có thể là công việc là đi lừa đảo người khác đấy, là lừa những người Việt Nam khác đấy. Qua đấy là chúng bắt ép làm những công việc là vi phạm pháp luật cô ạ. Cô sợ vậy đó. Rồi bọn chúng có thể là đánh đập, nhiều vấn đề lắm. Nếu con nhà mình mà không làm được thì bọn chúng sẽ bán công ty khác, và thậm chí là bọn chúng sẽ bắt con nhà mình gọi về nhà để đòi tiền chuộc đấy. Nhưng mà hơn một năm nay mà không gọi về là con thấy là có thể là con nhà mình lại làm, sợ không phải làm bên đó đâu, sợ lại làm công việc khác á. Giờ cô không biết, nhưng mà nói cho cùng là hai con nhà mình không muốn về. Không thì cô, giờ cô không, không biết giờ chẳng không biết đúng không mà, ạ. Mà sao lại không muốn về nhà? Con của cô có đẹp ở trong hình, có đẹp như bên, ở bên ngoài có đẹp như trong hình không? Nói chung là bên ngoài thì có thể xinh hơn. Xinh hơn luôn hả? Là tại cái hình đây là cái mắt đỏ buồn. À. Còn bình thường thì xinh cũng được. Chứ con thấy trong hình rất là xinh nhá. Thì cũng được, nhưng mà cũng cao ráo. Cao mét mấy cô? Cao thì hơn cô một xíu thôi, cỡ mét 6 thôi. Cô con thấy cao mét 6 mấy mà. Cô được mét 6 mấy cô không? Cô thì cỡ mét 6 đổ lại ạ. Mét 6 à? Cô không tới mét 6. Dạ. Cô có sợ rằng con nhà mình... Con nói cái điều này có thể là làm cô không vui đâu. Nhưng mà cô có sợ con nhà mình làm những công việc nhạy cảm không? Nói chung thì giờ cô không hiểu luôn. Dạ. Tức là cô không xác định được phương hướng. Không xác định được. Nhưng mà nói thực tế là cô ở nhà
nhà thì cô không biết gì nữa, thì cô đi xem bói á. Xem bói hả? Người ta bảo là nó bị người ta lừa đi Campuchia rồi. À, thầy bói nào nói hay à? Thì giờ thầy bói mà thì người ta nói thì giờ không tin thì cô cũng không cô có tin không? Cô thì cũng không, giờ không tin cũng không ấy, mà cô cũng không phải không tin mà cũng không phải là cô bác bỏ hoặc là như nào, giờ cô chỉ biết mơ hồ vậy thôi. Cô đi xem nhiều thầy chưa? Chưa, cô chỉ, xem mấy thầy rồi? Cô chỉ được xem một người thôi. Có mất tiền không? Thì nói chung là tùy lòng hảo tâm. Cô bỏ hôm đó bỏ nhiêu? Cô bỏ 100 ngàn thôi. 100 ngàn à? Vậy là thầy phán luôn, bỏ 100 ngàn cái là thầy có thấp nhang không? Không, con hỏi thật. Không, ý là ban đầu là không có nói đến là tìm con đâu. Dạ. Cô chỉ nói là xem gia sử. Dạ. Thì tới là lúc là nói đến con cái thì cô mới nói là con bé đây là cô cũng nói nó đi như vậy như kia. Và tức là cô nói trước cho người ta biết luôn hả? Cô chưa nói, là ban đầu là vậy, đến sau là hỏi đứa con thì giờ nói là giờ xem đứa con gái đấy nó làm ăn như nào. Thì bà nói là con này nó đâu có ở đây, nó đi xa lắm, nó ở nước ngoài lắm. À, bà nói vậy. Thì cô nói là nó bị người ta lừa mà cũng dính đến pháp luật, là bà nói vậy nha. Cô nói vậy rồi cô nói vậy, cô lại nói là xem nó có an toàn không. Thì bà nói là hiện tại nó vẫn an toàn, nhưng mà nó không về được. Không về được. Thầy hay á nhỉ. Thì giờ thầy nói vậy chứ. Giờ xem bói mà con thì thầy đường nào cũng nói cái hay cho mình. Thì cô cũng nghĩ vậy thôi, chứ giờ cô không biết đường nào rồi. Cô, mấy anh chị em thì cũng bàn cô là đi vô nhờ đồi đây. Dạ. Là nói từ cũng là cách mấy tháng rồi. Dạ. Nhưng mà ở nhà cứ nhiều việc, cứ việc này chồng việc kia là cô đi không được. Dạ. Rồi cô mới quyết định đi. Cô đừng có đi xem bói nào cô ạ. Thì cô cũng không đi. Đừng mê tín nào cô. Cô chỉ đi một lần đấy thôi. Dạ, cô đừng mê tín là rất nhiều cô chú anh chị khi về đây tìm con chia sẻ với anh em rằng đi xem bói, xem à, toán này tốn kém tiền bạc, lại ảnh hưởng tinh thần. Thầy bói họ đâu có, họ bói mà họ nói tào lao thiên đế thôi, chứ họ đâu có nói thật được, họ đâu có biết trước được đâu. Họ mà biết vậy thì họ lại đâu có bói cho người ta, họ bói cho bản thân họ là ngày nào trúng số, mua tờ vé số nào trúng độc đắc, đúng không? Nha, mình đừng mê tín quá. Con biết rằng là có thờ có thiêng có kiêng có lành, nhưng mà ở mức độ vừa phải thôi nhá. Bây giờ là rất khổ, bây giờ là mong muốn con về, dù như thế nào để về để còn mấy mẹ con để đoàn tụ với nhau hù hỉ. Giờ thì ông xã cũng mất rồi, mà đặc biệt rằng là cái ngày mà đau buồn nhất thì cái ngày mà đưa tiền cha lại không có mặt con ở nhà thì thật xót xa. Có thể là cái ngày đó là bé là em lại không biết thôi, chứ biết là mình cấp tốc để mà về rồi, sợ rằng là con nhà mình bây giờ là có thể là muốn về không về được đấy. Cô sợ là muốn về không về được. Hôm đấy là xong cái thì cô cũng nhắn tin, cô nói là ba mất thì con về, là không nhắn tin lại. Nhưng mà được nửa tháng. Dạ. Thì con nhắn tin lại là mẹ ơi con xin lỗi mấy ngày nữa con về. À, là chỉ nói vậy thôi. Nhưng hôm đến sau là cô cứ nhắn tin miết là không trả lời luôn. Vậy là có chuyện rồi cô ạ. Không xem điện thoại luôn. Có chuyện rồi. Hy vọng rằng là em gái xem được video này, thấy mẹ của em về từ Phú Yên để vào Bình Dương, nhờ các chú các anh đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì em đang ở đâu đó phương trời nào đó để sớm quay trở về nhà đi, về với gia đình đi. Thật sự tới giờ phút này thì mẹ lo lắng lắm nha. Về đi, đặc biệt là về thắp cho ba nén nhang. Ba mất vậy là tính tới thời điểm hiện tại là được giỗ đầu rồi đúng không ạ? Hơn một giỗ rồi nha. Về đi, đừng để gia đình lo lắng nữa. Cô có điều nào cô muốn nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng không? Nói chung là giờ cô rất là muốn nhờ các cộng đồng trên mạng là tìm kiếm làm sao là tìm được em, được con cô là dạ. Quay về. Dạ. Cô rất cảm ơn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải tìm, cũng như là đưa em gái sớm quay trở về đoàn tụ với lại mẹ. Thì cái sự việc của cô thì đội hiệp sĩ của Thanh Hải đã ghi nhận và giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí cô nhá.
Thì cô hôm nay cô về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ câu chuyện nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội không? Cô đồng ý Dạ. thì cô rất cảm ơn các Dạ. con. Dạ, cố gắng cô nhá. Con biết là cô bây giờ cô khổ tâm lắm. Khổ đủ điều đấy. Tuy bên ngoài cô có vẻ là cứng cáp và sức khỏe đấy, nhưng mà tâm cô chắc là khổ nhiều. Khổ lắm, Đủ thứ chuyện trên đời, đúng không ạ? cô yếu lắm, nói nhìn vậy nhưng mà thực tế là cô nhiều Dạ. bệnh lắm. Thôi thì cố gắng cô ạ. Con chúc cô là cũng như gia đình là nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái cô sớm quay trở về để đoàn tụ với lại gia đình cô nhá. Dạ xin phép, con xin phép chào cô. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Cô cảm ơn con nhiều Dạ. nha. Dạ rồi cố gắng cô nhá. Xin phép chào cô. Dạ.